Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong phần bản tin có các tin: Bệnh viện Y Dược cổ truyền triển khai kỹ thuật, trang thiết bị mới phục vụ công tác khám chữa bệnh. Virus RSV không phải là virus lạ. Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên tỷ lệ sản phụ mang thai ngoài tử cung chiếm gần 10%. Cảnh báo tình trạng nhiễm trùng uốn ván do chủ quan bất cẩn. Trong mục Thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về rối loạn tăng động giảm chú ý. Mục Cẩm nang y học là bài thuốc trị mụn trứng cá. Cuối chương trình câu chuyện y tế, hiểm họa khi tự ý dùng thuốc nam trong điều trị bệnh. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế chúng tôi mới cập nhật. Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh vừa trang bị thêm một số máy móc hiện đại, triển khai kỹ thuật mới, phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, nâng cao hiệu quả trong điều trị. Bệnh viện đã ứng dụng hai kỹ thuật mới, đó là kỹ thuật điều trị tư vấn kiểm soát đau cột sống do Bệnh viện Châm cứu Trung ương và kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình do Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương chuyển giao vào điều trị. Nhờ được trang bị thêm nhiều máy móc như máy siêu âm điều trị giao thoa, máy điện xung tần số thấp, máy từ trường, máy siêu âm vi sóng cao tần, v.v. đã giúp công tác điều trị cho bệnh nhân được thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn so với trước. Những ngày qua, nhiều bậc phụ huynh lan truyền thông tin có nhiều trẻ vào Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị do nhiễm virus lạ, có thể lây truyền khi hôn trẻ, triệu chứng giống cảm cúm, chưa có thuốc điều trị, khiến không ít người lo lắng. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương khẳng định, loại virus nói trên là virus hợp bào hô hấp. Đây là loại virus thường gặp ở người đã có từ lâu, không phải virus mới. Hiện bệnh viện đang điều trị cho khoảng 20 trẻ nhiễm virus RSV. Virus RSV thường phát triển mạnh vào mùa đông xuân, xuân hè, nhưng năm nay dịch xuất hiện sớm bất thường. Virus này gây bệnh đường hô hấp trên và viêm phế quản ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ với khả năng lây lan mạnh, đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi. Theo thống kê, có tới 90% trẻ em nhiễm loại virus này trong 2 năm đầu đời. Trong đó, hầu hết các trường hợp chỉ bị nhiễm nhẹ và không cần thiết phải can thiệp y tế. Theo các bác sĩ, người dân không nên hoang mang vì trẻ mắc virus RSV có thể chữa trị và hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát và chuyên môn của bác sĩ. Thai ngoài tử cung là một trong những tai biến nguy hiểm tới tính mạng đối với bà mẹ mang thai. Nếu như không được phát hiện sớm, để thai bị vỡ, chảy nhiều máu, có thể dẫn tới sản phụ bị vô sinh, thậm chí là tử vong. Theo thống kê của khoa sản Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, trung bình một tháng khoa tiếp nhận trên 200 sản phụ điều trị tại đây, trong đó tỷ lệ sản phụ bị thai ngoài tử cung chiếm khoảng 7%. Thai ngoài tử cung là những trường hợp thai không nằm trong lòng tử cung mà nằm ở những nơi khác bên ngoài tử cung, thường gặp nhất là ở vòi trứng, khi vỡ chảy máu ồ ạt vào ổ bụng, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người mang thai. Bác sĩ sẽ dựa trên tình trạng của thai đã vỡ hay chưa để đưa ra cách điều trị thích hợp với nguyên tắc làm cho bào thai không tiếp tục phát triển được nữa bằng cách mổ lấy nó ra hoặc để nó tự tiêu biến. Theo các bác sĩ, có rất nhiều nguyên nhân gây ra thai ngoài tử cung. Đứng hàng đầu là nguyên nhân viêm nhiễm vòi trứng, trong đó nạo phá thai nhiều lần, viêm nhiễm vùng chậu là nguyên nhân thường gặp nhất. Vì vậy, nếu có dấu hiệu mang thai nhưng siêu âm thai vẫn chưa thấy hình ảnh túi thai, kèm theo các dấu hiệu như chảy máu âm đạo bất thường, nồng độ HCG trong máu giảm dần, đau bụng dữ dội một bên, thì sản phụ cần đến ngay cơ sở y tế để được điều trị. Thời gian qua, khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận 2 bệnh nhân bị nhiễm trùng uốn ván. Đó là ông Đỗ Văn Nhị ở thôn Nội Mai, xã An Viên, huyện Tiên Lữ. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị cứng hàm, không ăn, không nói được, đau bụng dữ dội, thậm chí lên cơn co giật, được chẩn đoán bị nhiễm trùng uốn ván nặng. Sau đó, ông Nhị đã được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục theo dõi. Đến nay, sau khoảng 3 tuần điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, ông Nhị đã được ra viện. Còn bệnh nhân Lê Anh Tuyến ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, trước đó ngày 26 tháng 7 nhập viện Đa khoa Hưng Yên vì bị nhiễm trùng uốn ván do tự nhổ răng tại nhà. Chị Tuyến cũng được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị gần một tháng. Sau đó, chị lại được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên để tiếp tục theo dõi trong khoảng 10 ngày thì bệnh nhân mới được ra viện. Bệnh uốn ván là tình trạng nhiễm khuẩn nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao do độc tố của vi trùng Clostridium tetani tồn tại trong môi trường đất nước, xâm nhập vào cơ thể người qua vết thương hở. Đặc biệt,
việc điều trị khi bệnh nhân bị nhiễm trùng uốn ván thường khó khăn và mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo giải pháp hiệu quả để phòng bệnh là chủ động tiêm phòng uốn ván từ nhỏ và tiêm nhắc sau 5 đến 10 năm. Trường hợp chẳng may bị thương tích phải đến cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc vết thương và hỗ trợ chuyên môn. Sau 20 ngày thanh kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu 2018, một cơ sở bị phạt với tổng số tiền 4 triệu đồng. Thực hiện quyết định số 1123 QĐ-SIT ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Sở Y tế, Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn Thực phẩm đã kiểm tra 23 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Qua kiểm tra, có 6 trên 23 cơ sở vi phạm, trong đó có một cơ sở bị phạt tiền 4 triệu đồng và tiến hành nhắc nhở đối với 5 cơ sở còn lại. Các vi phạm của cơ sở sản xuất bánh trung thu chủ yếu như không đảm bảo quy định về địa điểm hoặc khoảng cách an toàn đối với nguồn ô nhiễm, chưa tổ chức xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho nhân viên tiếp xúc với thực phẩm, việc sắp xếp, bố trí khu vực sản xuất, khu vực bảo quản chưa khoa học. Đoàn kiểm tra tiến hành lấy 26 mẫu thực phẩm, bao bì chứa đựng thực phẩm, gửi kiểm nghiệm đánh giá chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, đang chờ kết quả kiểm nghiệm. Nhà vệ sinh bẩn là thực tế đang diễn ra tại Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ. Một trong những nguyên nhân không nhỏ là do ý thức của người sử dụng. Trung tâm hiện có 10 khoa phòng, được chia thành 4 khu nhà chính với 4 khu vệ sinh chung. Tất cả đều trong tình trạng nhếch nhác, sàn nhà đọng nước, tường ẩm mốc, chóc lở, một số phòng vệ sinh trong tình trạng mất điện, mất nước. Trung bình một ngày trung tâm tiếp nhận khoảng 200 đến 300 lượt người đến khám và điều trị, ngày cao điểm lên tới 400 người. Phòng khám, một trong những điểm tập trung lượng lớn bệnh nhân nhưng cũng chỉ có một khu nhà vệ sinh với 2 bồn cầu, gây nên cảnh chờ đợi. Nhiều bệnh nhân xả rác, bông băng y tế không đúng nơi quy định. Nhà vệ sinh bẩn không những gây ác cảm với người sử dụng mà còn là nơi sinh sản và phát triển của ổ vi trùng nguy hiểm, ảnh hưởng không ít đến sức khỏe của bệnh nhân. Rối loạn tăng động giảm chú ý sẽ ảnh hưởng xấu tới việc hình thành nhân cách của trẻ sau này. Song rối loạn này còn khá mới mẻ với nhiều bậc phụ huynh. Trong mục Thầy thuốc và người bệnh số này, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hữu, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh sẽ giúp quý vị nhận biết những dấu hiệu trẻ bị tăng động giảm chú ý và cách chăm sóc trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào bác sĩ ạ. Cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa bác sĩ, là bác sĩ có thể cho biết rối loạn tăng động giảm chú ý là gì ạ? Rối loạn tăng động giảm chú ý là một rối loạn phát triển ở trẻ nhỏ. Đặc trưng của rối loạn là sự phát triển không phù hợp ở 3 lĩnh vực: giảm chú ý rõ rệt, tăng động quá mức và xung động. Tỷ lệ gặp ở trẻ trai thì thường cao hơn trẻ gái gấp 3 lần. Bác sĩ có thể cho biết những cái biểu hiện ở trẻ bị rối loạn tăng động giảm chú ý? Biểu hiện của rối loạn tăng động giảm chú ý là các nhóm biểu hiện của giảm chú ý, tăng động và xung động. Các biểu hiện của rối loạn giảm chú ý bao gồm: trẻ thường khó duy trì cái sự chú ý lâu so với những cái trẻ cùng tuổi, trẻ dễ bị sao nhãng, thiếu tập trung với những cái tác động bên ngoài. Trong sinh hoạt và trong học tập thì trẻ thường hay quên, trẻ thường khó tuân theo những cái hoạt động, những cái hướng dẫn của cha mẹ và thầy cô. Các biểu hiện của giảm chú ý cũng thể hiện đó là trẻ thường ngại và lé tránh những cái nỗ lực trong cái hoạt động tư duy. Trẻ thường khó khăn khi mà tổ chức các hoạt động trong sinh hoạt và trong học tập. Các biểu hiện của tăng động như là trẻ hay hoạt động, trẻ luôn tay luôn chân. Trong các giờ học thì trẻ thường chạy ra khỏi vị trí. Một số trẻ thì có những cái biểu hiện như là trẻ nói nhiều, nói lan man. Ngoài ra thì một số trẻ có những cái biểu hiện xung động như là thích tham gia vào những cái hoạt động nguy hiểm mà không lưu ý đến những cái hậu quả, và trẻ có thể gây gổ, đánh bạn. Rối loạn tăng động giảm chú ý thì rất dễ bị nhầm lẫn với trẻ hiếu động. Vậy thì bác sĩ có thể giúp các bậc phụ huynh nhận biết được con em mình có bị tăng động giảm chú ý hay không? Đối với trẻ tăng động giảm chú ý thì các biểu hiện của tăng động, các biểu hiện của giảm chú ý như tôi vừa nêu sẽ kéo dài trên 6 tháng và thường xuất hiện khi trẻ dưới 12 tuổi. Và đối với những trẻ tăng động giảm chú ý thì các biểu hiện đó sẽ xuất hiện cả ở nhà, cả ở trường, lớp hay là những cái nơi công cộng. Thưa bác sĩ, trẻ bị rối loạn tăng động giảm chú ý nếu không được can thiệp sớm thì có thể để lại những hậu quả gì ạ?
Với những cái trẻ mà có những cái giáo dục không phù hợp, không có sự thống nhất giữa gia đình và nhà trường, thì khi lớn lên trẻ sẽ có những cái rối loạn hành vi, rối loạn ứng xử, và có thể thành những cái người trưởng thành phản xã hội. Khi xác định được trẻ bị tăng động giảm chú ý thì các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo tại nhà trường thì cần chăm sóc trẻ như thế nào ạ? Cha mẹ nên đưa ra những cái nguyên tắc rõ ràng, ngắn gọn và làm sao để trẻ hiểu được những yêu cầu của mình đặt ra. Phải có sự thống nhất trong gia đình về cách nuôi dạy trẻ. Các gia đình nên có những cái thời gian biểu phù hợp cho trẻ. Các cha mẹ cũng nên cho con tập luyện những cái hoạt động, những cái trò chơi tĩnh, ví dụ như là vẽ tranh, tô màu, tránh cho trẻ chơi game, chơi điện tử nhiều và những cái trò chơi bạo lực. Trong học tập của trẻ thì cha mẹ cũng lưu ý là tạo cho trẻ những cái góc học tập yên tĩnh, đơn giản. Cha mẹ nên chia nhỏ cái công việc học tập của trẻ thành nhiều phần để trẻ có thể dễ dàng thực hiện những cái nhiệm vụ hơn, và thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, giám sát cũng như nhắc nhở trẻ. Ở trong lớp học thì các thầy cô cũng lưu ý là đối với những trẻ tăng động giảm chú ý này thì lên xếp cho trẻ ngồi ở những vị trí phía trên. Giáo viên cũng thường xuyên là hướng dẫn này, nhắc nhở và có những cái hoạt động kèm cặp nhiều hơn. Xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, mụn trứng cá là một căn bệnh ngoài da khá phổ biến, có liên quan đến tuyến dầu của da dưới hình thức chất nhờn. Nó có thể xuất hiện ở nhiều lứa tuổi, nhưng tập trung chủ yếu ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Không chỉ y học hiện đại mà y học cổ truyền cũng có nhiều bài thuốc điều trị mụn trứng cá cho hiệu quả cao. Trong chương trình ngày hôm nay, Lương y Hoàng Sơn Đông, hội viên Hội Đông y huyện Kim Động sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một trong những bài thuốc đó. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bệnh trứng cá như chúng ta đã biết thì nó thường là các cái đối tượng mà bị trứng cá thông thường thì gọi là sinh lý. Thế nhưng mà khi mà bị nhiều quá mức hoặc là cái mụn nó to quá mức thì lúc đấy trở thành bệnh lý. Về y học hiện đại là do vấn đề là tăng tiết tuyến bã, thế rồi là rối loạn về nội tiết, rồi từ đấy mà nó gây ra trứng cá viêm. Theo quan điểm đông y chẩn đoán về bệnh trứng cá thì do gọi là cũng là do nguyên nhân là nóng trong hoặc là gọi là nóng gan. Khi mà nó phát ra thì ở cái mức gọi là nhiều quá, to quá thì cũng gọi là bị viêm nhiệt, hay gọi là trứng cá viêm. Thông thường đa số gặp ở cái lớp tuổi các cháu là mới lớn, cái tuổi dậy thì là đa số là bị ở lớp tuổi đấy. Còn cái số ít thì là cũng có những cái lớp tuổi thì sau khi xây dựng gia đình thì hoặc là 30, 35, 40 cũng có, nhưng mà số ít. Cách chữa thì là thanh nhiệt, tiêu độc. Thì thông thường thì nhà thuốc dùng một số các cái vị thuốc tiêu biểu, ví dụ như là kim ngân hoa, huyền sâm, hắc chi tử, liên kiều, bồ công anh và một số các cái vị thuốc khác để điều trị cái bệnh trứng cá thì thu được hiệu quả rất là cao. Cách dùng thì sẽ xây dựng thành một bài thuốc và sẽ bệnh nhân sẽ sắc uống 2 lần 3 lần trong ngày để tăng cái giá trị về hiệu quả, thì sẽ dùng thêm thuốc bôi trực tiếp mỗi một ngày, là bôi một lần vào buổi tối. Ngoài ra thì đấy là uống thuốc trong đấy, và một số các cái chế độ ăn uống kiêng khem khác, ví dụ như là chế độ ăn uống thì các cái đồ ăn cay nóng, các gia vị cay nóng, chất kích thích, ví dụ là cái chè đặc hay cà phê, thuốc lá đấy, cái đấy thì hạn chế mà kiêng được thì càng tốt đấy. Và tiếp xúc với các môi trường nóng, bụi thì nó là dễ dàng có thể nó tăng bệnh.
ăn thì như là các đồ béo, đồ mỡ thì cũng hạn chế, thì nó sẽ tăng cái giá trị về vấn đề hiệu quả trong thời gian điều trị. Còn liệu trình thì thông thường là để phát huy được tác dụng tầm 2-3 tuần là cũng đã biết rồi. Thế còn những cái trường hợp mà tương đối nặng thì chỉ tầm 4-5 tuần là hiệu quả tốt. Với suy nghĩ có bệnh thì vái tứ phương, không ít bệnh nhân đã nghe theo lời mách bảo truyền miệng hay những quảng cáo trên mạng xã hội tự ý sử dụng thuốc nam không được kiểm chứng điều trị bệnh, dẫn đến những hậu quả khôn lường, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng. Mắc bệnh gút 7 năm nay, giữa lúc chán nản vì phải điều trị bệnh suốt đời, được người quen giới thiệu uống bài thuốc nam có thể trị dứt điểm bệnh. Ông Vũ Văn Thắng, thôn Thượng, thị trấn Khoái Châu đã quyết định bỏ liệu trình điều trị của bác sĩ, tự ý sử dụng thuốc nam liên tiếp trong 8 tháng. Nhưng tiền mất tật mang. Bệnh không những không khỏi, ông còn bị biến chứng, xuất hiện tình trạng nhiều u cục sưng to tại tay chân, thậm chí cả phần mông và hậu môn, gây đau đớn và bất tiện trong sinh hoạt, phải nhập viện điều trị. Lúc đầu tôi bị nhẹ, xong rồi là nó trở uống thuốc nam là nó lại phát triển nặng. Thông qua những lời mách bảo truyền miệng, thuốc nam đã trở thành loại thần dược chữa bách bệnh, bao gồm cả căn bệnh ung thư. Rất nhiều bệnh nhân ung thư đã không tiếp nhận phẫu thuật, hóa trị mà tin dùng các bài thuốc nam, bài thuốc đông y không rõ nguồn gốc, khiến bệnh tình nhanh chóng nguy kịch. Một năm trước đây, chị Quách Thị Đạt ở xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ xét nghiệm và được các bác sĩ khoa ung bướu Bệnh viện Đa khoa tỉnh kết luận mắc ung thư vú giai đoạn đầu. Tuy nhiên, sau khi được khám, chẩn đoán, đưa ra phác đồ điều trị thì bệnh nhân quyết định ra viện về tự chữa bằng thuốc nam. Tháng uống thuốc tốn hơn 50 triệu đồng, chị được gia đình đưa trở lại viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Kết quả xét nghiệm cho thấy khối u của bệnh nhân đã ở giai đoạn cuối, di căn sang phổi, tiên lượng tử vong gần. Theo các bác sĩ, giai đoạn đầu khối u của bệnh nhân nhỏ, nếu phẫu thuật có khả năng sống thêm từ 15 đến 20 năm. Hiện nay, các bác sĩ không thể can thiệp hơn được nữa. Thấy người ta mách này, cái bà này bà chữa thuốc nam rồi vậy thì cô lấy về cô uống. 3 tháng đầu tiên là cô uống 30 triệu, mỗi tháng 10 triệu. Uống đến 3 tháng sau thì 5 triệu một tháng. Người ta bảo là uống nó khô và nó không phát triển nữa. Thì cô cũng theo cô uống. Thế đến vừa rồi thì cô thấy nó yếu thì xong rồi nó mệt thế đi viện thì chiếu chụp cái bỏ phổi. Còn đây là ông Đào Minh Hậu, xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, phát hiện mắc ung thư phổi năm 2010. Nghe lời người quen mắc bảo, ông quyết định uống thuốc nam, nhưng cũng tiền mất tật mang. Nhưng mà khi khám ở viện ca là lúc đó là họ yêu cầu nằm viện, nhưng mà tôi quả thực là hoang mang hãi chết, không nằm viện nữa, không chữa tì. Bắt đầu về rồi cứ người bàn ra tán vào, bắt đầu theo đông y. Theo đông y từ tháng 4 đến tháng 10 dương lịch, mất 135 triệu, hít cả hơi mà cuối cùng bệnh không khỏi, nó lại to ra. Cái thứ hai là nó khó thở, nó đau như vậy. Một ngày tôi uống 4 viên giảm đau sủi mà tôi chưa hết 24 tiếng, đau khóc coi như rời không kêu rời xuống đất. Sau cuối cùng như vậy là tôi nghĩ bảo thôi không chữa đông y nữa, quyết định đi tây y. Hậu quả tự ý sử dụng thuốc nam trong điều trị bệnh là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, vì sự cả tin, chủ quan với chính sức khỏe của bản thân, nhiều người bệnh vẫn đang trở thành nạn nhân của các loại thuốc nam, thuốc gia truyền không rõ nguồn gốc. Chưa bao giờ các sản phẩm này lại được tìm mua dễ dàng đến như vậy. Không cần khám bệnh, không cần kê đơn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chỉ cần một cú click chuột, người bệnh có thể dễ dàng tìm đặt mua vô vàn các sản phẩm gắn mác bài thuốc nam, bài thuốc đông y gia truyền. Những cái tên người bào chế thuốc rất sơ sài, đại khái như bà Vân, ông Bảy, bà Hòe, cụ Tú, vân vân, kèm vô số lời quảng cáo và hình ảnh minh họa cam kết sẽ trị dứt bệnh, không khỏi hoàn tiền, đảm bảo bán thuốc với giá rẻ nhất thị trường. Hiện đang thu hút được rất nhiều người bệnh bởi quan niệm thuốc nam lành tính, không trị khỏi bệnh cũng sẽ không có tác dụng phụ, nên có thể sử dụng thoải mái. Mặc dù thuốc nam là cái thuốc ta cho là tương đối lành tính, nhưng sử dụng là phải đúng bệnh nào thuốc đó và đúng thuốc, đúng liều lượng đấy, và được căn bản là được cái sự chỉ định của cái thầy thuốc
chuyên ngành, y học cổ truyền có chứng chỉ hành nghề, thì chúng ta sẽ tránh được những tác hại đó. Một số trường hợp quảng cáo trên mạng như là bài thuốc đông y nào đó tác dụng rất thần tiên để chữa tất khỏi tất cả các bệnh ung thư thì tôi cho là không có. Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình, người dân hãy là những người tiêu dùng thông thái. Câu chuyện vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe đời sống số này của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.